nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu lớn lên cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ em quê An Giang, Nguyễn Hoàng Nguyên quê An Giang. Em năm 76, năm nay 48 tuổi. 48 tuổi. Dạ, em làm cơ khí ở Bảo Trì ở công ty Bình Dương. Rồi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Mình xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ, chào bạn trai bên kia. À. Mình tên là Trần Thị Cẩm Tú, mình đến từ Tiền Giang. Mình sinh 1975, nghề nghiệp của mình là buôn bán. Chị Tú đang buôn bán cái gì ạ? Buôn bán tạp hóa. Dạ. Tú bán ở Tiền Giang mà ở huyện nào Tú? Dạ em ở xã An Hữu và huyện Cái Bè. Huyện Cái Bè. Dạ. À, em trai cho bên nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ thế mạnh của em là cố gắng làm, siêng năng. Siêng năng. Rồi dạ, lo cho vợ con, coi như là vợ con biết làm gì là em làm được cái nấy. Chỉ có một cái là nấu ăn hơi bị dở rồi. Chỉ có nấu ăn dở thôi. Dạ. Còn làm bất cứ gì trong gia đình vợ làm được là mình làm được. Dạ dạ. Quét dọn lau chùi đồ em làm được hết. Em có tật xấu gì không? Dạ có cái em hay quên với em thương người. Em đi đường đang đi xe vậy gặp mấy người già già lớn lớn đồ này kia, nó bán vé số với người ta xin ngồi bên đèn đỏ rồi đó. Em hay tấp lại em cho không nhiều, 50-30 ngàn vậy đó, hoặc là mua 5-3 tấm vé số vậy đó. Vậy là tốt rồi. Vậy là cái đó điều tốt mà, chứ đâu phải khuyết điểm đâu anh. Đôi khi em mới mua rồi cũng thấy người già đi ngang rồi em cũng vẫn mua 2 tấm nữa kệ tới đâu tới. Ừ. Nay có mua cho anh tấm không? Dạ. Xin lỗi anh. Mà chưa mua đúng không? Dạ dạ. Trời, tôi hỏi xui quá. Sáng tao lên chương trình sớm rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ, nhà gái ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Nhà mình ưu điểm thì mình hiền, vui vẻ, hòa đồng. Mình hơi rung nè. Tú nói chuyện hơi nhỏ đúng không? Tú hơi rung, nói chuyện hơi nhỏ. Mình có tật xấu gì không chị? Điểm yếu của mình thì mình không biết chạy xe. À, không sao, có chàng trai lo rồi. Dạ. Bên đây người ta chế tạo xe còn được, đừng nói chi là chạy xe. Rồi, bây giờ mình cho nhà trai biết mình muốn tìm một người chồng lý tưởng thế nào nè Tú. Dạ, thì em muốn tìm được một người chồng chân thật. Chân thành hả? Dạ. À. Có cái đó chân thật là sở thích của anh luôn á em. Không lăng nhăng, không hút thuốc à? Không lăng nhăng, không hút thuốc. Dạ, coi như là mấy hút thuốc em có, nhưng mà nếu mà tiến tới hôn nhân chắc có thể em giảm được từ từ. Em có gia đình chưa vậy Tú? Dạ em có một lần mà em bị đổ vỡ anh. Ừ, dạ. Chị có em bé chưa? Dạ không. Lấy nhau mấy năm thì đổ vỡ Tú? Dạ lấy nhau 18 năm ạ. 18 năm mà chị không có con hả? Dạ. Bây giờ nhà trai mình vợ con sao? Dạ nói chung là hồi xưa em cũng có quen cô đó, cũng sống mà em cũng có dẫn gia đình em tới, nhưng mà bên đó nói là không chịu. Rồi cô đó có theo em ở là năm mấy thì cũng cắt nhà cắt cửa đồ, hai đứa cũng sống như vợ chồng vậy. Có con không? Dạ không. Sau này cũng đi chùa là Phật tử quy đồ này kia á chị. Rồi em thấy sao kỳ kỳ, cuối cùng đi chùa thì ít nhưng mà vô sòng tí sắc thì nhiều. Em bắt được 2 lần em về nói với ông già vợ, cuối cùng ông nói thì tụi bay làm gì làm, nói ba nói vậy nếu mà con gặp 1-2 lần nữa là con bỏ nhà con đi. Nhưng mà cái nhà đó là nhà của em cắt, còn đất thì của bên vợ cho. Rồi cuối cùng là em gặp lần thứ tư, em nói là bữa đó em đi làm, cuối cùng em không đi làm, em đi chơi ra đó em gặp, em quay rồi em chụp về em đưa trong giờ vợ coi. Em quay em lại nó ba lại em đi, mà đi nó khóc, nó khóc nhiều nữa. Em ở đó lại đó càng khổ nhiều nữa, em không dám ở. Thôi xin chia sẻ với anh câu chuyện này ha. Thôi cũng không có gì ràng buộc mà cũng không có để lại cái hệ quả gì. Đúng rồi, thôi nói vậy để hai bên hiểu nhau thôi. Dạ. Còn cái chuyện nó không có duyên với nhau thôi đành phải chịu chứ. Đôi khi em nghĩ em thấy cũng buồn. Chào em gái. Dạ. Mỗi người cũng gian dở ha. Dạ. Mà cũng chưa có con. Như vậy thì cũng rất là dễ để ta kết hợp với nhau. Đúng rồi. Để chúng ta cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Em thấy được không? Em thì để hỏi em gái chứ. Để hỏi em gái hả? À em gái rồi, em gái đâu? Chào chị. Em gái coi nãy giờ nghe câu chuyện đó, em có ý kiến sao? Dạ chào MC Quyền Linh với MC Ngọc Lan. Em là em gái của chị Tú. Chào anh. Dạ chào em. Theo như nãy giờ anh nói là anh chưa kết hôn lần nào luôn hả? Nói chung lúc trước sống thì có sống chung với người đó, nhưng mà cuối cùng là không có kết hôn, cái pháp luật không có cách kết hôn. Anh nói về anh ở An Giang hả? An mà Giang. Anh đi làm Châu Đốc, trên đây anh ở trọ hả? Ở trọ trên đây. An Giang thì anh còn cha mẹ gì lớn không?
Ba anh mất năm nay 5 năm, mẹ mới mất tháng 8 này tới. Vậy anh ở với ai? Ở dưới An Giang á, là anh ở với ai á? À, ở nhà anh dưới giờ là có thằng em Út nó lâu lâu nó chạy xe trên này nó về nó ở. Còn dạ. Anh lên trên này anh là thứ mấy trong gia đình? Thứ ba. Mà giờ không có ai lo cho ai nữa, giờ tự ai nấy lo đó. À. Anh có vợ là anh lo cho vợ. Chị em thì chỉ cũng đổ vỡ một lần. À. Chị cũng hiền lành lắm. Dạ. Mà giờ hai người cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thì nếu được tìm hiểu cho nhau cơ hội gì thôi. À. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em gái. Nhà trai mình đi với ai ạ? À? Dạ đi với bạn. Chào chú Linh với chị Ngọc Lan. Em thấy sao? Bây giờ theo dõi hai người có hợp nhau hay không? Thấy chị cũng được đó anh. Dạ, cảm ơn. Cố gắng tìm hiểu. Dạ. Anh trai có nhiều người bồ không? Dạ không. Ông hiền không? Cái cũng hiền. Ông hay gây lộn, quýnh lộn gì với ai không? Không, đó chưa thấy. Ông có nhậu không? Không. Nói chơi cho anh hỏi sơ sơ, nãy giờ em gái em cũng hỏi rồi. Bây giờ mình nghe mình cảm nhận thôi. Bây giờ là em muốn một mẫu hình lý tưởng, một người chồng của em trong mơ ước như thế nào? Dạ là không lăng nhăng, trung thủy, dưới không gia trưởng. Không gia trưởng. Không hút thuốc. Bên kia hút thuốc con chút thôi. Bỏ anh ta sẽ bỏ được ha. Còn anh thì sao? Cái mong muốn anh có một người vợ sắp tới như thế nào nè? Dạ, mong muốn của em là muốn có người vợ là biết lo làm ăn, biết thật thà. Ngoài ra em không đòi hỏi gì nữa chứ. Biết chỉ cha mẹ anh em đồ này kia, biết tội lỗi, đừng làm chuyện thất đức là được. Em mong muốn, yêu cầu nói thật lòng là được. Ừ, ví dụ như đi đây là đi lần kia, nói lần kia chứ đi lần kia mà nói lần nọ là em không thích. Một là một, hai là hai, em thích là như vậy đó. Rồi, thôi, mở rào. Đó, bây giờ nãy giờ hai bên nói chuyện qua cái hàng rào tình yêu rồi. Bây giờ mình đối diện với nhau mình nói chuyện luôn. Dạ, chào anh. Tôi có hai cái áo đây. Dạ. Em tặng em. Dạ. Nhà gái tặng nhà trai gì vậy? Dạ, em tặng cái ví á. Một người tặng áo, một người tặng ví, rất là ý nghĩa luôn rồi. Rồi, về chỗ đi. Dạ, dạ. Cảm nhận em đầu tiên gặp anh là nghĩ như thế nào? Em thấy anh cũng được. Nói chung mà em nãy em có đề xuất là vấn đề hút thuốc đó, anh sẽ nếu mà tiến tới thì anh sẽ, như bây giờ là một gói một ngày anh hút nửa gói thôi, từ từ giảm chứ kêu cái thật sự mà bỏ được là anh bỏ không được. Dạ. Tại đôi khi công việc nó căng thẳng mình hút thuốc mình tạo cái trí nhớ, đôi khi nó cũng đỡ lắm. Công việc cụ thể của anh là gì anh? Làm bảo trì cơ khí, hàng tiện cắt đồ này kia. Dạ, là công ty hư đồ nó bình đi tới nó mình làm. Dạ. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào nói cho nhau nghe đi. Anh thì sở thích anh nói chung là anh thích người thật thà, nói một hoặc hai vậy. Anh không sợ thì mấy người nói dối. Anh chỉ mong bao nhiêu okay thôi. Anh chỉ mong vậy thôi chứ ngoài ra anh không mong gì nữa hết. Bây giờ hai người chưa có con đó, nói nhau nghe đi. Sắp tới nếu mà đến với nhau được thì mình mong có con trai hay con gái gì đó. Theo ý anh thì trai gái gì cũng được. Con là con. Còn em thì em không có nghĩ về sanh em bé nữa. Tại em nghĩ mình sanh bé ra thì mình phải có bổn phận trách nhiệm lo cho bé. À. Mà mình thấy mình cũng tuổi cũng lớn rồi. Mình chắc có không có thể nào sanh em bé ra rồi mình không lo cho nó cũng tội lắm. Đúng rồi, thì cái đó tùy thiết điểm bên vấn đề bên vợ thôi chứ là đàn ông đâu sanh được đâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà vậy đó, bây giờ vậy thì anh có đồng ý chịu vậy chứ sao giờ chị Lan? Dạ. Nói chung em cũng không đòi hỏi gì. Mình trao đổi với nhau vậy, bây giờ mình đến gần nhau chút xíu đi. Con trai, đứng lên. Đó. Đó, thì nắm tay bạn gái đi. À, không có, mình không có bắt tay đối tác đâu. Nè, mình nắm tay vậy. Đó. Dạ. Nắm tay bạn gái thấy sao? Thấy bạn gái rất hạnh diện. Rất hạnh diện hả? Dạ. Nói với sung sướng. Nói với bạn gái đi. Dạ. Anh rất yêu em nha. Bây giờ nói chuyện thì thấy bạn gái hợp với mình không, nói cho bạn gái biết đi. Được, thấy cũng nói chung thì cũng hợp tâm. Nói thôi em cho anh cơ hội gì đó. Anh hứa gì đi. Cho anh cơ hội để thứ bảy chủ nhật thì anh chạy về dưới anh thăm em rồi anh chạy về làm trở lại. Yeah. Đó thấy chưa. Rồi, cảm ơn em. Mình hát bài em tặng bạn gái. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Ôi, anh phục quá nhiều. Anh làm em hụt hẫng thiệt luôn á. Tôi mới gặp có chút xíu mà ngàn lần xin lỗi em. Chắc xin lỗi trước hay gì á. Thôi được rồi, về chỗ đi. Thật ra chúng ta lớn rồi. Chúng ta đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình ha.
Chúng tôi cố gắng kết nối để hai người hiểu nhau trong cái khoảng thời gian có thể, rồi nãy giờ người nhà góp ý gì đó. Bây giờ nếu mình thích á thì mình cho cơ hội mình bấm luôn, còn mình không thích thì khỏi bấm để mất lòng nhau. Phải đưa ra quyết định chính xác nha. Dạ. Rồi, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bắt đầu từ ngày hôm nay, trước chứng kiến của khán giả truyền hình, của đại diện gia đình, mình đã hẹn hò với nhau rồi đó. Một nụ hôn đầu tiên. Em cho anh, em gái cho anh hùng chị, em thông cảm cho anh hùng gái nha. Gì đâu thông cảm. Alo, chào anh Huy. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Vâng, anh giới thiệu một chút về họ và tên của mình, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp và hiện tại thì anh đang ở đâu nhé. Dạ. Cảm ơn. Dạ, chung là em họ và tên em là em tên là Dương Thế Huy. Em sinh năm 16 tháng 12 1996. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật. Và em đang sinh sống ở trong quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, nhân viên kỹ thuật là mình làm ở công ty gì mà là kỹ thuật tiềm năng nào anh ha? Dạ em làm ở trong trong là khu công nghệ cao anh ạ. À, khu công nghệ cao. Dạ. Rồi, nên là nhân viên kỹ thuật khu công nghệ cao. Quê quán gốc của mình ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Quảng Ngãi ạ. Ở Quảng Ngãi. Anh là sống ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa hay là lên đây để lập nghiệp? Dạ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu rồi, nhỏ anh lớn rồi. À, là từ nhỏ anh lớn rồi, về chỉ ở quê gốc thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của anh Huy là gì? Và anh là một chàng trai như thế nào? Dạ, cái điểm đầu tiên là điểm yếu của em thì em hơi nhát gái. Cái thứ hai là em khá là hiền. Nhiều lúc thì em hay tin người. Còn điểm mạnh của em thì chung là trong cuộc sống, công việc thì em ai vậy? Dương Thế Huy. Sao vậy, xin cái gì? Hay thương người không? Thương người. Nó không dùng. Không lên máy. Cứ gọi lại nha, hết mình gọi lại. Hết rồi. Nhát gái thì cái này là nhát gái như thế, rụt rè như thế thì có một chút trường hợp nào đã bỏ lỡ mất cơ hội ta? Dạ có ạ, chúng em có vài lần à. À, trước giờ thì anh có mấy mối tình không? Nói chung ra thì em bé vừa thì cũng là được mặc em. Nhưng mà em cũng không dám tỏ tình nặng đầu người ta với người khác. Em cũng không dám nói. Thế là mình đã từng chính thức yêu ai chưa nhỉ? Chưa. Chưa yêu ai. Thế mẫu hình lý tưởng của mình là gì? Mình muốn hẹn hò với bạn nữ như thế nào? Nói chung ra thì em cũng có cái là cô gì đó là cũng là em chung là em không quan trọng là đẹp hay xấu, cao thấp gì đó. Chung là bây giờ em chỉ cần là biết chăm lo cho gia đình, thương em và thương ba mẹ em. Chung là tính thì hơi khó tính một xíu, do là em cũng hiền quá, em cần một bạn nữ là hơi khó tính một tí để vậy như là có một qua sức lại. Thích một bạn hơi khó tính một tí thì nghĩa là bạn dễ phải chủ động nhiều hơn à? Không phải à, em hiền quá,
thì nếu mà dạng có dạng như là duyên nọ thì tới nhau thì em hiền thì phải giữ, thì hai dạng như là hai vợ chồng sẽ dạng như là phân bổ cho nhau á. Thì tính em hiền quá. Thì sinh năm 96 thì đã công việc như vậy, thì nếu mà quen nhau mà cảm thấy hợp thì bao giờ tính chuyện cưới, mà cưới thì sẽ ở đâu? Chung là nếu mà tính thời gian cưới chắc khoảng là 1 năm đến 1 năm rưỡi, và sẽ ở nhà và ở chung nhà với ba mẹ em, do em đã có nhà cửa trong này rồi. Có nhà cửa trong này rồi. Thì nếu mà bạn nữ mà rất là hợp với mình nhưng mà bạn lại không muốn ở, bạn không muốn làm dâu, thì mình có ra ở riêng với bạn không? Dạ, có ạ. Nói chung là cái đó thì em đã tính trước rồi. Em đã nói với ba mẹ em rồi, thì nếu mà quen một người bạn gái đầu tiên, nếu mà ở chứ cha mẹ mà hợp thì ở, còn nếu không hợp thì sẽ ra ngoài ở. Và ở cũng là không có cách nhà xa lắm, chẳng cũng cách khoảng là 10 hoặc 20 cây số gì đó, chứ không, cũng là cũng gần cha mẹ một xíu, chứ không phải là ở, không phải là ở chung. Thế thì mình có sở trường, mình có cái gọi là tài lẻ nào mà có thể thể hiện để bạn nữ gây ấn tượng trên sân khấu được không? Nói chung là thì em không... Hát hò hay là đọc thơ hay là đánh võ gì đó? Không có ạ. Ví dụ mà mình được lên sân khấu thì mình sẽ nói câu gì gây ấn tượng bạn nữ về mình nào? Nếu là em cho anh cơ hội thì anh sẽ nắm bắt cơ hội, và nói chung là em ok. Thì còn bạn nữ thì có yêu cầu là phải tuổi tác như thế nào hay là quê quán ở đâu không? Nhà em thì em không có tuổi tác, thì lớn như lớn em thì lớn hơn em 1 tuổi 2 tuổi, còn nhỏ em thì nhỏ khoảng 2-3 tuổi đó. Quê ở đâu nữa hết ạ? Dạ, các biên tập khác còn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, không ạ. Rồi, ok, được rồi đó em. Ha, nếu mà em có kết quả phỏng vấn thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Rồi, cảm ơn em. Mình thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Sao mặt buồn dữ vậy trời? Giờ mình em coi chú là mặt em buồn. Xưa giờ kìa. Trời ơi, phải cười nhiều, tình yêu nó mới tới em ơi, buồn quá. Cười nhiều quá vậy, tình yêu lớn thế. Nhờ lên công ty cũng cười. Xin đợi giúp phải chị ạ. Mà nhiều chú là mai cho em, nhưng mà em không có nói được. Nhát gái lắm. Chết luôn, nhát gái sao mà đi lên chương trình được đây không biết nữa. Rồi ok, xong rồi, mình hết ra cuộc gọi nha. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Dạ, em tên là Trần Như Vậy. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 2002. Em quê ở Vĩnh Long. Và hiện tại luôn là em đang làm việc tại công ty dầu dừa Nhật Bản, công nghiệp Sinh Á, tại miền Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Anh hỏi lại em. Dạ, sinh năm 1992 anh. Rồi, đang ở Long An. Anh nói lại tên của mình được không nhỉ? Anh là cái gì? Nguyễn Minh gì? Trần Minh Dễ. Trần Minh Dễ. Trần Minh Dễ, dễ dàng chị. Ok, ok. Dạ. Rồi, anh chia sẻ thêm một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân mình đi. Dạ, em thì cái thế mạnh của em là người tự tin, năng động và như là mình có sự quyết đoán trong công việc. Còn cái điểm yếu của mình, cái nhược điểm của mình là mình quá nặng về cái về tình cảm. Dạ. Quá nặng tình cảm là sao? Là mình luyện tình à? Dạ, tức là mình rất là dễ tin người trong một cái việc nào đó. Và mình khi mà mình đi ra đường, ra xã hội á, là mình thấy những cái hoàn cảnh khó khăn là mình không kịp động. Thế còn tài lẻ thì sao? Em có năng khiếu hay là tài lẻ gì không? Muốn chia sẻ không? Dạ, tài lẻ thì em có làm về phong thơ và có biết về một chút về võ thuật.
Thì nếu mà Tam Ca chỉ có sẵn sàng là đánh võ hay biểu diễn võ thuật hay là làm thơ trên sân khấu không ạ? Dạ, nếu như mà em tham gia chương trình thì em cũng sẵn sàng là em làm một bài thơ. Tao mới chơi chuyện đang biết bao giờ nữa rồi. Ok anh, rất là nhiều tài năng, các thứ rất là đàn ông, công nhận đi. Thì cho em hỏi một chút về cái tình trường của mình đi. Dạ. Sao? Vâng, anh chia sẻ đi ạ. Dạ, em cũng có một mối tình duy từ đó giờ em có một mối tình duy nhất thôi, nhưng mà đã chia tay cách đây 4 năm rồi. Mối tình này thì nó kéo dài chính xác luôn, nó gần 10 năm. Thì lý do vì sao mà một mối tình dài lâu như vậy lại chia tay, mình lại chia tay? Dạ, nó cũng có nhiều yếu tố lắm chị. Nó cũng như là về hai đứa không có về lâu dài thì hai đứa không có một cái sự đồng nhất với nhau, và hai đứa cũng đã cảm nhận được đó là mình không thuộc về nhau, tức là chia tay trong điểm đẹp chứ không phải là mình đổ lỗi cho ai, tức là mình khi mình chia tay không nói nó quá nhiều về người đó. Ai là người quyết định chấm dứt mối quan hệ ạ? Dạ. Ai là người quyết định chấm dứt, quyết định lập cái mối quan hệ 10 năm đấy của mình? Anh hay là bạn kia? Dạ, cả hai luôn. Cả hai luôn, cả hai không phải là ai. Khi thế tại cả hai không có. Ừ, dạ. Anh chia sẻ đi ạ, anh cứ chia sẻ đi ạ. Dạ. Dạ, tại vì cả hai là cũng như là mình sống với nhau lâu dài, mình không như là cái sự đồng cảm và quá hiểu nhau rồi. Thành ra là hai đứa là hẹn nhau quán cà phê rồi là quyết định là nói lời chia tay, là chỉ là chị ở mức độ bây giờ là chị hiện tại chỉ là một bạn chứ không còn là bạn như vậy trên công việc thôi, chứ không có năng tăng quy trình cả. Là đồng nghiệp của mình luôn đấy ạ? Dạ không, khác chị, nhưng mà tại vì tụi em có những cái mối quan hệ để mà làm việc chung với nhau để xử lý những cái công việc với nhau, tương trợ với nhau. Thế trong 4 năm đấy thì anh chia tay được 4 năm rồi đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi, em chia tay 4 năm rồi chị. Trong 4 năm đấy thì mình có tìm hiểu ai khác không? Dạ thì trong 4 năm đó thì em cũng có tìm hiểu một hai người, nhưng mà mình không có duyên nợ với nhau, và cũng có những khía cạnh mà đôi bên không hợp với nhau, thành ra là em định là em quyết định. Thế nếu tham gia chương trình thì anh muốn là chương trình sẽ kết đôi với mình với một bạn nữ như thế nào? Dạ em thì bình thường thôi chị, tức là mình không cần phải quá xinh đẹp hoặc là quá dễ dàng gì, miễn sao mà hai đứa cái người bạn gái đó là biết cũng như là cùng cái hướng đi với mình về vấn đề về gia đình, về cuộc sống, tức là cũng không nhất thiết là phải hiểu mình 100%, nhưng mà cha là người cô ấy nó cũng biết chia sẻ với mình những cái lúc vui buồn, những công việc này nọ, là khi đi quán đi làm về cô ấy cũng có thể chia sẻ mình trong công việc, để từ đó là mình xây dựng gia đình. Tại vì hơn ai hết là em hiểu được cái giá trị hạnh phúc gia đình. Tại vì bản thân em nói chung là mình không được may mắn như những người khác, là vì ba mẹ em có những cái trục trặc riêng, nên là thành ra là mình hiểu được cái giá trị của gia đình là nó như thế nào. Vậy thì độ tuổi thì sao? Bạn nữ có anh có yêu cầu gì về độ tuổi, là từ bao nhiêu tuổi không, hay rồi là quê quán anh yêu xa được không này, hay là phải là cùng quê? Dạ em thì em không có quan trọng là tuổi là độ tuổi, ví dụ như là thấy bằng tuổi cũng được, như thế nào không quan trọng. Còn ấy thì mình mình có thể ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc là nếu mà mình tìm hiểu mà cảm thấy hợp nhau này thì bao nhiêu lâu thì anh muốn tiến đến hôn nhân với cả bạn này, có mình bao lâu thì mình sẵn sàng để kết hôn? Dạ em thì chắc là từ một năm cho tới 1.5 năm chị, còn là cũng có thể là không nói trước được, là quan trọng là cho cả hai thôi, chứ mình cũng không quyết định được. Ok. Rồi, anh, cho em hỏi một chút là anh là quê gốc ở Vĩnh Long và hiện tại dạ, đang làm ở Đức Long An đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em ở Giáp với Hóc Môn á. À, cũng thế này cũng gần ở đây.
Dạ dạ em ở Vĩnh Thanh. Dạ. Em không công việc cụ thể của mình với anh có thể nói lại cho em cụ thể của công việc của mình là gì không? Dạ công việc của em là nhân viên văn phòng và em phụ trách về hành chính nhân sự kiêm luôn cái vấn đề về an toàn lao động, an ninh nhà máy và phòng cháy chữa cháy của nhà máy. Nhà máy. Dạ. Vậy kinh tế là ổn định rồi đúng không? Anh đã có nhà chưa? Dạ kinh tế em thì nói chung là tương đối là mình phải lo nghĩ quá nhiều. Còn hiện tại luôn nhà thì em cũng đã có rồi chứ anh không có, nhưng mà do đặc thù công việc là em phải ngủ lại tại nhà máy. Tại vì nhà máy là bố trí cho em phòng ở lại. Rồi ok. Vâng thì ngày hôm nay chương trình có trao đổi với anh để phỏng vấn một số những cái thông tin cơ bản trước. Còn nếu mà anh được chọn á vào vòng ghi hình á thì sẽ có biên tập trực tiếp qua điện thoại làm việc với anh nhé. Dạ dạ. Dạ em xin cảm ơn chương trình ạ. Vâng cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh. Dạ dạ em xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ anh chào anh chị.